Hiện nhà sản xuất WHO đều khuyến cáo tiêm cùng một loại vaccine đủ 2 liều. Ở thời điểm thiếu vaccine, người dân có thể buộc phải tiêm một loại vaccine khác với mũi đầu, nhưng theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like share video bạn nhé. Đăng ký kênh, bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phân bổ vaccine COVID-19 của Pfizer. Đặc biệt, tại quyết định phân bổ này, Bộ Y tế nêu rõ, trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho những người chưa được tiêm chủng. Về việc có thể tiêm hai loại vaccine COVID-19 hay không, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, một số nước tiến hành tiêm trộn như mũi 1 của AstraZeneca, mũi 2 của Pfizer với mong muốn tăng hiệu quả bảo vệ. Tuy nhiên, cách thức này chưa có đánh giá của WHO. Hiện nhà sản xuất và WHO đều khuyến cáo tốt nhất nên tiêm cùng một loại vaccine đủ 2 liều. Trong trường hợp ở thời điểm thiếu vaccine, người dân có thể buộc phải tiêm một loại vaccine khác với mũi thứ nhất nhưng cần theo dõi sức khỏe sát sao. Các vaccine này đều có hiệu quả bảo vệ tương đương nhau. Sau khi tiêm mũi 1 là 70%, mũi 2 là 80-90%. Vì vậy, người dân không nên có tâm lý chờ đợi loại vaccine khác. Theo Phó giáo sư Hồng, thời điểm giữa mũi tiêm thứ nhất và mũi tiêm thứ hai tùy thuộc vào loại vaccine COVID-19 bạn đã tiêm. Nếu vaccine COVID-19 là của Pfizer, bạn nên tiêm mũi thứ hai ít nhất khoảng 3-4 tuần sau mũi đầu tiên. Đối với vaccine COVID-19 của AstraZeneca, bạn nên tiêm mũi thứ hai sau 8-12 tuần là lý tưởng nhất. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, nước ta dự kiến sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số Việt Nam. Hết 2021, 50% dân số sẽ được tiêm chủng vaccine. Hiện nay, do nguồn cung hạn chế, vaccine sẽ được ưu tiên cho các vùng có dịch, tỉnh, thành phố có nhiều cụm công nghiệp, dân cư, giao lưu kinh tế biên giới. Hiện, nước ta có hơn 11.000 điểm tiêm chủng xã phường. Ngoài ra, chúng ta còn có điểm tiêm chủng tư nhân, tổng số lên tới 19.000 điểm. Bạn vừa theo dõi thông tin trên kênh Thời báo Việt, đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để cập nhật thêm những thông tin thú vị khác nhé!